Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD của hãng Tascam, một hãng đến từ Nhật Bản. Một hãng âm thanh chuyên làm đồ thiết bị phòng thu. Thì chiếc đầu CD này là chạy đĩa CD và giải mã 24 bit không cần đĩa mồi. Máy được thiết kế mặt màu đen. Máy đẹp xuất sắc như các bác nhé. Mặt mũi góc cạnh là không có một vết xước nào cả. Quắc màu hổ phách nhìn rất dịu mắt và đẹp. Dòng này là dòng Professional. Thì con này nó có cả chức năng ghi đĩa, nhưng mà em cũng không có đĩa trắng để test cái chức năng ghi. Em chỉ test đọc đĩa CD thôi và giải mã. Thì con này nó có một đường AV vào và một đường AV RAM ni. Thông số của nó như sau: hàng Nhật nội địa, điện 100V, 50/60Hz và 17W. Con này được sản xuất vào năm 2005. Số series của nó là 0160874. Thì tất cả các model của Tascam này, từ những năm 1995 trở lại đây, thì hãng đã sang thị trường nước ngoài lắp đặt. Còn chất lượng linh kiện hay là giá thành hay là các thứ đều là mang về Nhật Bản hết. Đó. Còn chất lượng linh kiện thì vẫn là hàng Nhật nội địa thôi, vì nó là hàng 100V, máy lắp ráp tại China. Thì con này nó có một đường quang vào từ TV đây, em đã cắm, và một đường coaxial đồng trục. Đường ra thì có đường coaxial out vào đường quang out. Hàng Nhật nội địa, điện 100V. Thì con này được trang bị rất nhiều IC linh kiện khủng và là giải mã 24 bit không cần đĩa CD mồi. Thì như các bác đang nhìn trên màn hình thì hiện chữ no disc là không có đĩa ở trong. Và các bác chỉ cần ấn nút record thôi. Đấy. Em sẽ bấm play. Em yêu tiền là thiên linh chung thủy thôi đâu. Thì con này chỉnh được volume các bác nhé. Được rồi. Thì bây giờ em sẽ test sang phần ổ CD. Này. Ấn vào nút gì đây? Ấn vào cài đặt eCheck này. Được rồi, em sẽ test đĩa phono đầu tiên. Đấy, đã nhận đĩa này, play này. Đấy, lách này.
mặt rất khỏe nha các bác nhé. Bây giờ sẽ test thêm một đĩa nữa này. Em test thêm cái đĩa lòng trắng này. Xa vắng của Thiên Kim. Đĩa xịn. Đã nhận đĩa này. Play này. Nó hiện tên bài hát luôn. Ngày anh sáng
tất cả các chức năng em đã test ok nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin kính chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Và em cũng nói luôn, con này em bán với giá bán ra 5.700.000. Đấy. Giá công khai luôn cho các bác. Xin cảm ơn các bác.